Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm EBO do DHG Pharma sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về EBO cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm EBO có thành phần là Lactobacillus acidophilus lớn hơn hoặc bằng 108 CFU EBO được bào chế dưới dạng cốm. EBO mang lại cho người dùng công dụng, men vi sinh EBO giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa. Tốt trong các trường hợp, ăn không tiêu, táo bón, trướng bụng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp những người bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn, tiêu chảy do sử dụng kháng sinh và hóa liệu pháp, uống rượu bia và thay đổi chế độ ăn, nhiễm trùng, trẻ em ăn không tiêu, táo bón, trướng bụng. Sản phẩm IBO được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của IBO được nhà sản xuất khuyên dùng như sau. Người lớn uống một gói, 3 lần trên ngày. Trẻ em uống 1 phần 2 đến 2 gói, 2 gói trên ngày. Tiêu chảy cấp và táo bón uống liều gấp đôi. Dự phòng, người lớn uống một gói, hai lần trên ngày. Trẻ em uống một phần hai gói, hai gói trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng EBO, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng EBO, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm IBO đồng thời biết cách sử dụng IBO sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham